Xin chào các em, chào mừng các em đến với lời giải hay.com. Hôm nay, cô và các em sẽ cùng nhau hoàn thành các bài tập trong Project Unit 2, sách giáo khoa tiếng Anh lớp 11 chương trình mới. Bài 1. Your group is going to take part in a storytelling contest organized by your school. Each group member tells a story about friendship or teacher-student relationships. Think about the following questions. Nhóm của bạn sẽ tham gia vào một cuộc thi kể chuyện tổ chức bởi trường của bạn. Mỗi một thành viên nhóm kể một câu chuyện về tình bạn hoặc là mối quan hệ giáo viên học sinh. Nghĩ về những câu dưới đây. When and where did it happen? Khi nào và ở đâu thì sự việc xảy ra? What happened to the people in the story? Điều gì xảy ra với nhân vật trong chuyện? What did you like most about the story? Or what lessons can you learn from the story? Bạn thích điều gì nhất trong câu chuyện và bạn có thể học được gì từ câu chuyện? Các bạn có thể tham khảo câu trả lời mẫu của cô như sau. Tom and John were two friends. One day, they were passing through a dense forest. John said, "Friend, I'm afraid there are wild beasts in this forest. What will we do if a wild beast attacks us?" "Don't be afraid, John," said Tom. "I shall stand by your side if any danger comes. We shall fight together and save ourselves." Then they went on their journey, but suddenly they saw a bear coming towards them. Immediately, Tom climbed up the nearest tree. He did not think what his friend could do. John didn't know how to climb a tree. He had no way of escape. He was helpless. The bear came up to John. It smelled his nose, ears and eyes. It took him to be dead and went away. Then Tom came down from the tree. He said to John, "What is the bear whisper in your ear?" John said, "The bear told me not to trust a friend who leaves his friends in danger." Moral: unsincere and evil friend is more to be feared than a wild beast, since a wild beast can harm your body, but an evil friend can wound your soul. Chúng ta chuyển sang bài thứ hai. True. Your group choose the best story, which meets the following criteria. Nhóm của bạn hãy lựa chọn câu chuyện tốt nhất mà đáp ứng những cái yêu cầu sau. Content: interesting and relevant to the topic, conveying a moral message. Use of expressive voice, facial expression and gestures. Mime: pace, rhythm, eye contact and engagement with the audience. Nội dung: hay và phù hợp với chủ đề, truyền tải được thông điệp đạo đức, có giọng kể diễn cảm, diễn tả nét mặt, cử chỉ, điệu bộ, nhịp điệu, ánh mắt và sự lôi cuốn người nghe. Vậy là cô và các em đã hoàn thành các bài tập trong Project Unit 2, sách giáo khoa tiếng Anh lớp 11 chương trình mới. Các em hãy truy cập vào trang loiza2.com để xem chi tiết các bài giảng khác. Chúc các em học tập tốt và hẹn gặp lại trong các video bài giảng tiếp theo.